Chiều ngày 23 tháng 11, ông Đoàn Đình Bộ, người thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, trong lúc đang đi bộ tập thể dục qua giếng làng thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, thấy có sóng nước to, nghi ngờ có người chết đuối, ông đã lại gần kiểm tra thì thấy có cánh tay giơ lên. Không kịp nghĩ gì, ông lập tức nhảy xuống cứu người và rất may mắn đã cứu được một người phụ nữ trung niên và một cháu bé 9 tháng tuổi. Được biết, chiều ngày 23 tháng 11, bà Lê Thị Lan ở thôn Trúc Nội, xã Xuân Trúc cùng cháu ngoại của chị gái đi chơi. Khi về đến giếng làng thì xuống rửa chân tay, nhưng không may trượt chân ngã xuống và không kêu cứu được. May mắn được ông Bộ phát hiện hô hào và nhảy xuống cứu sống. Hiện nay tình hình sức khỏe của bà Lê Thị Lan và cháu bé đều bình thường, ông Đoàn Đình Bộ cho biết. Khi tôi đi thể dục, thấy sóng nước, tôi nhòm xuống thì thấy là có người trên đuối. Đường vẫy tay, tôi không nghĩ ngợi cả, tôi nhảy xuống tôi cứu. Tóm một tay bà kia xong kéo lên thì bà lại giơ đứa cháu gái, thế là tôi cứu cháu gái trước. Bà tôi vớt sau. Hành động dũng cảm của ông Đoàn Đình Bộ là tấm gương về lòng dũng cảm, biết sẻ chia tinh thần vì cộng đồng để các thế hệ noi theo. Đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân đối với xã hội cần được lan tỏa trong cuộc sống.